Chào tất cả anh em, mình là Thiên Minh, shop đồ lính Mỹ. Mình chuyên cung cấp các mặt hàng về đồ lính Mỹ, hàng chuẩn, hàng cấp phát quân đội nha anh em. Hôm nay mình lên cho anh em một con áo Merim Short xanh ô liu nha anh em. Con áo này đẹp nha anh em. Merim Short, vai của nó là 52, dài lưng của nó là 75 nha anh em. Nó dành cho anh em dưới 1m75 và nặng cho mình từ 70 tới 80 kg là mặc đẹp nha anh em. Cao dưới 1m7, dài lưng 75, cao cho mình dưới 1m7 nha anh em. Và nặng cho mình từ 70 tới 80 kg nha anh em là mặc đẹp con áo này nha anh em. Màu con áo này là mình đánh giá là nó còn 97-98% nha anh em. Con áo này là không lỗi lầm nha anh em. Khóa đồng rất là đẹp. Hai khóa đồng. Thuốc này của hãng Đớt nha anh em. Đồng của hãng Đớt. 97-98% nha anh em. Hàng này nói chung là đẹp nha anh em. Size cũng đẹp nữa. Size medium short. Dành cho anh em cao dưới 1m7 và nặng cho mình từ 70 tới 80 kg. Đẹp nha anh em, không lủng rách nha anh em. Và giá bán của con áo này của mình là 4 triệu nha anh em. 4 triệu cho con áo này nha anh em. Anh em nào vừa mà kết con áo này thì alo cho mình nha anh em. Số điện thoại của mình là 0974 440 415. 4 triệu nha anh em.